150 thì chắc là đúng là ví dụ mà như là cho học sinh cấp 3 với đại học thì mà mấy người mới mới thôi thì họ cũng thi được đúng không? Ok, nếu Vâng mà như thế đúng. thì anh nghĩ là nó cũng giải tỏa được khá là nhiều những cái lăn tăn của mọi người về cái vòng 1 ấy. Thế còn đối với cái vòng 2 thì bởi vì kiến thức nó liên quan đến bốn cái luật thuế chính đúng không? Mà như em có trao đổi là luật quản lý thuế này, luật gì nữa nhỉ? Luật thuế thu nhập cá nhân à? Giá trị gia tăng, thu nhập cá nhân và thu nhập doanh nghiệp ạ. Đấy thì anh thấy là đợt này ở công ty cũng đang có bạn bán thi ấy thì anh có hỏi nhưng mà anh cũng chưa nắm được cái điểm này rõ lắm nhất đấy là cái tài liệu ôn thi của cái vòng 2 ấy thì câu hỏi người ta sẽ hỏi là trình bày theo cái nội dung của luật hay là sẽ trình bày theo nội dung của các quy định liên quan đến cả luật nữa bởi vì thời gian nếu mà được quy định liên quan thì anh thấy nó nhiều quá. Thật ra thì em thấy đề thi đối với các câu hỏi lý thuyết xuất hiện ở trong đề thi tuyển dụng công chức thuế thì chỉ hỏi vấn đề cơ bản mà mọi người có thể đọc luận là có thể trình bày được rồi, trả lời được rồi. Tuy nhiên thì trong trong đề thi ấy, đội năm nào cũng thế cũng sẽ có khoảng 1 đến 2 ý là câu hỏi mở. Có nghĩa là mọi người phải hiểu luật thì mới trả lời được. Đấy, còn còn lại các vấn đề còn lại là mọi người chỉ cần học luật thôi, học thuộc luật thôi là đã có thể trả lời được các câu hỏi lý thuyết ở trong đề thi tuyển dụng công chức thuế rồi. Riêng nhé, chỉ trừ nội dung liên quan đến bài